Clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết bộ bát. Đấy, vị trí nằm trên, dưới và phải. Chủ yếu bộ này sẽ nằm phía bên trên là nhiều. Nó liên quan tới số 8. Vậy thì cách viết của nét này sẽ được viết như thế nào? Bộ thủi ra làm sao? Mình mới đổ mực vào con dấu, các bạn có thể thấy được. Mực dấu khá là nét, sắc nét, rõ ràng. Các bạn nhớ cho mình, một nét phẩy, một nét mác, nó chưa bao giờ là một bộ thủ mà có hai nét này là chưa bao giờ được viết dễ nhá. Bao giờ cũng thế, cũng sẽ được viết khá là khó nếu như vì cái phần mà tỉ lệ cao thấp các bạn cần phải chú ý. Nếu như phẩy và mác này nằm cùng với nhau mà nó không chứa một bộ nào phía bên dưới, nó sẽ được viết phẩy cao mác thấp. Ví dụ chữ bát như này. Phẩy cao mác thấp nhá. Phẩy cao mác thấp này. Còn nếu như mà nó nằm phía bên trên giống như ở chữ này này. Cái bộ thủ này này thì mình sẽ viết nó là gì? Đó là phẩy thấp mác cao. Đấy. Phẩy thấp mác cao các bạn nhé. Tự nhận ra nhanh thôi. Đấy, tự nhận ra cho mình nha. Các bạn tiến hành đo này. Các bạn thấy là nó không bị lệch ở đâu cả. Thế thì khi mà các bạn viết được phẩy cao, phẩy thấp mác cao nha. Đấy này. Bây giờ mình ví dụ tại sao lại được viết như này. Vì khi mà nó nằm phía bên trên ấy, thì nó sẽ được viết cái thằng chân nét mác này bao giờ nó cũng được viết lớn hơn, và nó cho nên nó được viết cao lên trên một chút để nó đỡ bị chạm với một bộ thủ phía bên dưới như thế này, như chữ phân này, đúng không ạ? Còn nếu mà như mà nó mà nằm ở phía dưới mà nó không kết hợp với một chữ Hán nào ấy, đây như chữ bát này này. Đấy. Thì mình sẽ biết thằng mark này sẽ được viết thấp hơn một tí, phẩy sẽ được viết cao lên trên. Còn nếu nằm phía bên trên đấy mà bộ phía bên dưới thì các bạn sẽ biết cái thằng chân đấy mark này được viết cao lên trên một chút xíu. Cũng tương tự như vậy, ví dụ như bộ nhân hay bộ đại cũng thế. Nếu mà nằm phía bên trên nhá. Đây là phía bên trên này, mark sẽ được viết thấp hơn cao lên trên một tí này, bộ đại cũng vậy. Đấy. Mà ở dưới sẽ là những cái bộ thủ phía bên dưới. Cái này các bạn có thể xem lại clip, các bạn clip nó có những cái bộ nhân và bộ đại để xem khi mà hai bộ này nằm phía bên trên sẽ được viết như thế nào nhé.